Đấy, chè đi. Ăn nữa không? Ăn nữa mày lấy. Trời ơi, nó ăn chôm chôm của chú ơi, ăn nữa. Đi nè mẹ bảy đâu. Này con. Nó cặp hộp đó. Coi bà cố, coi để hộp cho bà cố. Wow. Để đi, hư rồi cho đền đó. Nè, ăn đi con. Còn nó trước á. Phải cẩn thận đó. Trời ơi bà hai, coi cạp cái hộp coi ấy không bà hai. Trời ơi nó cạp hết luôn, nó ăn dỗi hơn mẹ luôn á. Trái này trái thứ ba rồi nè, ăn đây con. Wow, con có cho cô chú ăn không? Nãy giờ con mời cô chú chưa? Trời ơi, cô ăn kìa. Lau tay đi con, lau tay đi. Rồi đó, nãy giờ chay ăn được hai hộp rồi nè, cô chú coi chay cạp hai hộp nè, thấy thương không? Ê, làm gì á? Chị đi cho cô chú ăn hay nào, mà cô chú ăn với ra để lên ngon không, ăn từ từ vậy mà hết đó, hay không? Quá siêu thiệt chứ các bạn. Ừ, cái nào không ăn được mình phun ra, phun queo 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 gì đó, cái nào không ngon là phun. Nhâm nhâm à, ngon sao? Mỗi lần mà mẹ thấy chay làm gì là mẹ đi kiếm cái camera cũng mệt luôn cô chú phải. Nó phải camera lúc nào cũng ở trước mặt đâu. Nó đang để dục đồ bỏ camera đằng chỗ kia, cái nên nó vô trong phòng, cái là nó làm cái gì đó là phải chạy vô trong phòng lấy camera. Tiếu lắm. Sao phải dễ mà để đưa cho đến chơi cô chú hình ảnh của chay đâu. Khó lắm mà. Ông sao sao sao. Thôi nghe giờ nha, giờ ăn ba trái ngáo vô quậy phải không? Phải không? Ăn ngán rồi vô quậy phải không? Rồi thôi nghỉ khỏe đi nè. Rồi, nghỉ. Nè, lấy khăn giấy chùi tay nè. Mẹ kêu lấy khăn giấy chùi chứ mẹ không có kêu. Trời ơi, nó lấy khăn giấy kìa. Đây nè. Rồi, lau bàn đi. Lau tay với lau mặt lên, lau tay, lau miệng, lau bàn lại lên. Đó, cô giỏi chưa? Ăn xả dơ rồi biết. Đó, cô chú thấy chị giỏi chưa? Giỏi quá. Ăn nhau. Ngón tay bị cóc rồi đó, cóc nước sơn rồi đó. Nó nhìn, nó đang lau tay cái nó thấy ngón tay bị cóc đó, nó la. Xuống không? Xuống hả? Xuống đây, tự trèo xuống đi. Tự trèo lên thì tự trèo xuống đi. Hả? Nó con nói nè mẹ. Xuống. Nói xuống. Nói đi, xuống. Xuống. Đúng rồi. Rồi xuống đây. Nè. Đó giữ chưa? Giờ leo đây phá gì đây? Biết chi không? Gì chơi chi? Dạ phá không có bị la. Qua vậy để phá không bị la hả? Đó, vậy ráng móc, ráng móc cái đó là chị được hả? Ưa la lắm. Hát đi con, hát đi. Đừng có chạm, quay, đứng ghê. Hát đi. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào mới quen nhau. Hát đi chị. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ mì vô, hát như mẹ nè.
ngày nào mới quen nhau. Con mẹ. Đó, đó, giờ tính làm YouTuber đó cô chú. Đó, cái tripod của mẹ đó. Đó, 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 để. Thôi để ba ăn giùm cái đi. Đây, để ba ăn giùm mẹ cái đi con. Đúng rồi. Thái đi, đúng rồi. Tình mình nảy chết như lá hoa thu rơi đường trần mộ. Đó, con vô duyên thiệt cái chứ. Cối tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Cái gì đó, bỏ micro hả, dùng micro hả? Úi giời ơi giời. Úi giời ơi. Ai mát phải không? Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Thôi thôi thôi, cái đó của mi, của mẹ, đừng đụng vào, đừng đụng vào hàng dễ vỡ. Hát đi. Hey. Nhớ lúc chia tay, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu. Trời ơi, ba đang ăn mà hát hò gì, ngồi xuống đi. No, daddy doesn't wanna sing. No, no singing, he's eating. Can you call him? Yeah. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Sit down, sit down. Sit down, please. Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down. She's gonna fall, baby. Take her down, please. Không xích đu là mẹ cho ngồi xuống nha. Ngồi xuống. Đang đứng trên sân khấu hát đi. Dẫm anh những chén chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Hát đi, đó. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này, giọt nồng ta xây cho quên đi đôi mắt u tình. Ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê đôi tay một lời em yêu đã giết ta trong một đêm thôi mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoa ngây ngô rồi. Mỗi sáng mỗi tối tay đêm ta say với bóng men. Rồi uống nước, nước, nước. À, trời trời trời, hát nãy giờ khô cổ uống nước cơ cô chú. Đó. Qua cho ca sĩ giữ cho, ca sĩ là phải biết uống nước. Rồi ba hát đi. A B C D E F G. Té nha. Ready? 1 2 3. Daddy loves you. Ngoại ngoại năm gọi nè. Con nghe chú ơi. Hả, đang ngồi chơi thấy đâu làm gì đâu. She can lay like this, but she can't lay like this in a lake. À, bữa nay đang clip đó, đó hả? Thì đó, gửi hình qua đây con làm cho. Ủa chứ? Handstand. Chạy đi, what you doing? Handstand. À, à, là chú đăng lên rồi đó phải không? Mà chưa chưa biết ghi tiêu đề là gì hả? Trời ơi, tự tự bấm bình trà lên nhảy luôn, dữ chưa? Quá dữ luôn. Bấm bình trà lên nhảy đi con. Đó, đúng rồi. Múa, trời ơi, này múa được dữ chặt. Ôi trời ơi. Trời ơi, múa dữ chưa. Con chú này đang chay dữ chưa. Trời ơi, trời trời trời. Bây giờ qua múa, qua múa vậy đâu hả? Trời ơi, chim bay én lượng.
Trời ơi, con gái của tôi, trời đất ơi. Đó, nó mới làm vậy thôi mà tôi hãnh diện gì nó dễ sợ không? Trời ơi. Trời ơi, ba lê luôn, bây giờ chơi anh chị không phải ba lê mà giờ bây giờ quất qua hip hop luôn rồi. Đó, bây giờ qua hip hop luôn rồi, bây giờ quay đầu rồi. Bấm nhạc. Bây giờ hai cha con nó đang chơi cái trò đó đó. Để đang quay gì đó. Quá dữ luôn. Úi cha ơi. Trời ơi, nhảy nhón chân luôn kìa. Đó. Nhón chân giống xì cà que chay. Đó, để bấm nhạc lên đó. Quá dữ luôn. Hay lắm bồ ơi, tiếp tục. Giơ chân lên. Đúng rồi. Đưa lên. Bấm nhạc. Đã quá dữ luôn. Bấm lên. Rồi nhảy đi con, đứng lên nhảy xì cà que, lẹ lên. Người ta nhảy đàng hoàng mẹ chứ người ta nhảy xì cà que. Mẹ ơi, mẹ khùng dễ sợ cái vậy hả? Nhảy người ta phải mình là tăng gái người ta nhảy người ta phải nhúng vậy đó. Ừ đó, thấy không? Gì á? Ai ngoài đó đó. Trời ba. Rồi nhảy cái nhạc này có chút xíu rồi em nhảy em mệt quá em lại phải bánh mà. Đó bậy cái đó là bậy. Nhạc nó mệt quá cứ dài chút cho nhỏ nhảy đi. Gì mà có 10 giây 5 giây thì cho nhỏ phải bắt nhảy lại hả? Do you see what I'm seeing? No, I don't see any you see. Nè. Đó, nhảy như bướm vậy đó. Đó, tung cánh lên. Tung cánh lên luôn bầu ơi. Trời ơi, quá dữ luôn bầu ơi. Hay lắm bồ ơi, tiếp tục đi bồ. Trời ơi, câu ba nó kìa. Nó giờ búng gì đó, ba búng xì chay. Chết cha rồi, ba làm gì vậy? Ba bị khùng rồi chay ơi. Rồi, ba lia đập tùm lum kìa, rồi. Trời đất ơi. Thì nó ủa ba làm gì vậy? Rồi, câu ba kìa. Trời. Rồi tại sao con giục cái bình trà vậy chay? Nhảy nữa. Nhảy đó, mở nhạc lên tự nhảy. Tự làm mình vui. Cuộc đời này đâu ai làm mình vui đâu cô chú, mình phải tự làm mình vui chứ. Có chứ, quên. Chay làm cô chú vui. Đó, thấy chưa, nhảy y như thiên thần không? Cô chú cứ tưởng tượng đi. Nếu em mặc thêm một cái váy màu hồng nữa. Nếu mà em mặc thêm một cái váy màu hồng nữa thì em có thể là đẹp như thế nào nữa cô chú, có dễ thương như thế nào nữa cô chú. Chạy đi, đánh giống ba đi con, ba đang đánh kìa, đánh giống ba đi, ba đánh sao,
Đó đó, bậy, cái đó là bậy. Cái đó là bậy đó, cái đó là bậy dữ lắm luôn đó. Đi ra. Bỏ xuống, rồi tao nói cho ba đập nè, ba đập nè nha. Bỏ xuống cho ba chơi đi con. Chơi vậy à, chơi vậy mà chơi. Ba nó chơi không được cho nó luôn mà. Trời ơi, ba nó chơi cái đó là mặc cái áo thêm đất đất lo mặc cái áo nữa. Chơi cho đủ bộ vậy mà. Thôi đi ra để cho im cái cục đó cho ba chơi. Cái con này thì cái chứ phải. Tôi cho ba lại là đá cho con cái nè. Ờ, bay ở dưới bay. Cho ba chạy lên sóng chút nghe cô chú. Đó, ba chạy y như là diễn viên luôn thôi. Đó, giữ chưa. Chạy nó chồng ở đây ba. Ba bị gì ta. Điều ghẻ chứ coi. Cái chạy cười hố hố hố. Cười hố hố đó đi chạy. Cười đi, cười đi. Ba làm gì vậy trời? Rồi vỗ tay đi, vỗ tay cho, vỗ tay cho, vỗ tay cổ vũ ba đi, vỗ tay cổ vũ ba đi. Đó, nhìn ba làm gì á? Vỗ tay đi con. À, ba bảo gọi gì nè. Nghe. Nghe nè bồ ơi. Trời ơi, cái điện thoại gì mà nói không nghe, không ngúng gì hết. Chưa có nói gì vậy? Chưa có nói gì nghe. Đang đâu à? Ngủ cà phê ở đâu à? Cảnh đây. Mà nó, mà có. Cho nó 2 triệu hả? À? Phải cho thôi chứ giờ biết làm sao. Ghi cái mấy chữ đó đó. Làm khỏe thì cái chứ phải. Làm tiền như giỡn như vậy. Đó, ờ lấy đồ chơi đi con, ngồi xuống lấy đồ chơi chơi đi. Này mày lấy cho con nha. Cái này đâu vậy? Trời ơi ba cái đôi dép này cái gì vậy? Có gì? Có gì bảo? Chưa coi, thời gian đâu coi, từ từ đi. Đang quay chay. Đó, cô chú thấy chơi có đồ chơi mới chưa? Đồ chơi mới đó, mấy cái này là cái gì có 500 dính vô đó cô chú. Đó, chơi khoái chưa? Đó. Quá giỏi luôn. Hai dài đòn nay lớn, nay thì mỗi ngày thấy mỗi lớn lớn ghê hồn lớn thiệt. Thời gian không đợi chờ bất cứ một ai hết. Không đợi chờ chơi luôn. Chơi mỗi ngày một già luôn. Chuẩn bị đi làm driver license. Ừ cái đôi dép này, cái đôi dép gì mà nhìn thấy ghê dữ vậy trời. Hả chị? So what do you think of this, baby? It's cool. But it's tiring though, it's just like an exercise. Yeah, it's like dance revolution. Yeah.